Trường Giang nhà Phương cảm kích khi fan làm điều đặc biệt này. Những món quà dù lớn hay nhỏ đều được vợ chồng Trường Giang nhà Phương vô cùng trân trọng và biết ơn tình cảm của fan đã dành cho mình. Mới đây trên trang cá nhân, vợ chồng Trường Giang nhà Phương tự hào khoe món quà vô cùng ý nghĩa được fan gửi tặng. Đó là bức hình vẽ chân dung của cặp đôi khiến cả hai vô cùng thích thú. Trong dịp sinh nhật của Trường Giang cách đây không lâu, ngoài bữa tiệc ấm áp do đích thân nhà Phương chuẩn bị, Trường Giang còn tiếp tục tuần lễ sinh nhật khi được fan club tổ chức vô cùng hoành tráng. Những người hâm mộ danh hài xứ Quảng tỉ mỉ chuẩn bị quà và các loại bóng bay trang trí khắp không gian bữa tiệc. Vì biết Trường Giang đam mê nấu nướng và nam danh hài có hẳn một kênh YouTube riêng phục vụ đam mê của mình, nên fan đã tặng vợ chồng Trường Giang nhà Phương rất nhiều đồ ăn, đồ uống và dụng cụ nhà bếp. Những món đồ tưởng chừng đơn giản như được cặp đôi vô cùng trân trọng và biết ơn tình cảm của fan đã dành cho mình. Trường Giang nhà Phương rất được lòng fan, những món quà đúng sở thích được fan tặng vợ chồng danh hài đình đám. Món quà dù lớn hay nhỏ đều được nhà Phương rất trân trọng. Hiện tại nhà Phương Trường Giang đang chung sống trong một căn hộ cao cấp thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ khi về chung một nhà, vợ chồng nhà Phương Trường Giang không ngần ngại công khai bày tỏ tình cảm dành cho nhau trên mạng xã hội. Cách cây hài xứ Quảng chiều vợ đôi khi còn khiến nhiều người phát ghen và cho rằng anh diễn. Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, nữ diễn viên cho biết đang rất hạnh phúc với tổ ấm của mình. Cô bớt mộng mơ và dành thời gian suy nghĩ cho gia đình, trong khi ông xã Trường Giang cũng hết mực cưng chiều vợ. Có ai như chồng tôi không? Từ ngày hai đứa về chung một nhà thì mỗi bữa ăn đều do chính tay anh nấu. Riết làm tôi hư luôn và không còn muốn ăn bên ngoài nữa. Vì thấy không đâu ngon bằng anh nấu. Bởi người ta nói đâu có sai. Phụ nữ nếu gặp được người đàn ông tốt thì cả đời chẳng cần phải trưởng thành nữa. Việc thích chiều người tình là thói quen của Trường Giang trước khi kết hôn và sau khi đám cưới. Trường Giang vẫn luôn duy trì tính cách đó. Nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ với nữ diễn viên tuổi thanh xuân khi cô lấy được người chồng tâm lý yêu thương cô hết lòng. Bị cộng đồng mạng liên tục chỉ trích vì thân hình xuống cấp, Akira fan phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện cơ thể. Sau khi bị cộng đồng mạng ném đá vì lộ thân hình tăng cân kém sắc, Akira fan quyết định trùng tu nhan sắc để lấy hình ảnh lãng tử điển trai ngày nào. Mới đây, những hình ảnh cho ca phẫu thuật thẩm mỹ được Akira fan xem là phẫu thuật thẩm mỹ khó khăn nhất trong cuộc đời đã được tiến hành. Đây là lần đại trùng tu nhan sắc của dòng ca lời nguyền sau khi nhận hàng loạt gạch đá từ cộng đồng mạng với những bức ảnh để lộ thân hình phát phì không thể nhận ra. Cách đây không lâu, hình ảnh thân hình quá khổ của dòng ca Akira fan được chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Rất nhiều bình luận chỉ trích về hình ảnh xấu xí hiện tại của nam ca sĩ. Nhiều người còn miệt thị anh chàng không xứng là thần tượng một thời trong lòng nhiều người bởi hình ảnh hiện tại đã quá kém sắc. Sau khi xem những hình ảnh và đọc được các bình luận trên, Akira fan bày tỏ vô cùng buồn và chán nản. Anh cảm thấy vô cùng tổn thương trước những câu nói. Akira fan đây ư, sao dạo này béo thế mập thế, idol một thời đây ư, sao giờ mập vậy? Hình ảnh Akira fan trong cuộc đại phẫu thuật. Chia sẻ về việc tăng cân đột ngột, Akira fan cho biết cách đây 2 năm, ca sĩ bị đứt dây chằng đầu gối và phải phẫu thuật trong khoảng thời gian điều trị khi truyền dịch. Akira fan tăng ký rất nhiều. Trong 2 năm, nam ca sĩ đã tăng khoảng 15kg. Giọng ca lời nguyện đau lòng khi so sánh hình ảnh thư sinh của 10 năm trước và hình ảnh phát phì của hiện tại với khán giả. Vì không chịu được sức ép của dư luận, không thể chấp nhận được một hình ảnh quá khổ của hiện tại. Cùng với đó, Akira fan đang ấp ủ rất nhiều sản phẩm mới, nhưng vấn đề ngoại hình đang là một trở ngại vô cùng lớn. Không thể mang đến khán giả một sản phẩm hoàn hảo, Akira quyết định tiến hành ca phẫu thuật khó khăn nhất. Mẹ luôn là người ở cạnh bên lúc nam ca sĩ khó khăn nhất. Hình ảnh đăng tải mới nhất về ca phẫu thuật của nam ca sĩ khiến nhiều người rùng mình. Được biết trong lần phẫu thuật này, nam ca sĩ sẽ hút mỡ bụng, bắp tay, chỉnh hình một số đường nét trên khuôn mặt, chấp nhận những đau đớn để đổi lại khoảng thời gian hạnh phúc. Không một ai bàn tán về vấn đề thân hình quá khổ và có thể cho ra sản phẩm mới mà không tự ti với ngoại hình của mình. Bà Tân Vlog chụp ảnh cùng danh hài Trấn Thành nghi vấn sắp tấn công vào showbiz. Khoảnh khắc bà Tân Vlog chụp ảnh cùng danh hài Trấn Thành đang được người hâm mộ chú ý trên Facebook. Nổi lên như một hiện tượng trong làng YouTube hiện nay, bà Tân Vlog được nhiều người yêu mến bởi tính cách giản dị chất phác của một người phụ nữ chân quê. Sau khi đạt nút vàng của YouTube, bà Tân Vlog được xác nhận là người phụ nữ đạt 1 triệu lượt đăng ký nhanh nhất trong vòng 20 ngày do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng. Bà Tân Vlog nhận bằng chứng nhận do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng. Phải chăng bà Tân Vlog đang muốn tấn công vào showbiz khi xuất hiện hàng loạt trong những chương trình truyền hình game show?
không chỉ được xuất hiện trên các chương trình truyền hình mà bà Tân Vlog còn chứng tỏ độ hot của mình khi mới đây còn chụp ảnh cùng danh hài Trấn Thành. Nhiều khán giả cho rằng bà Tân Vlog đang tham gia quay hình trong game show Người Bí Ẩn, một trong những game show đang được khán giả yêu thích nhất hiện nay. Dù ở kênh YouTube cá nhân hay trước công chúng, thì chiếc áo xanh chấm bi cùng lối nói chuyện chiêu phương đã làm nên thương hiệu riêng của bà Tân Vlog. Bạn nghĩ thế nào nếu thực sự bà Tân Vlog thực sự gia nhập đường đua showbiz với những món ăn siêu to khổng lồ của mình? Vợ chồng Cường Đô La xuất hiện cùng dàn siêu xe 330 tỷ khiến người đi đường phấn khích. Sắp tới, vợ chồng anh sẽ có một hành trình khám phá một số tỉnh miền Bắc cùng dàn siêu xe đắt giá. Vào chiều 13 tháng 6, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, biệt danh Cường Đô La, cùng chiếc siêu xe Audi A8 V10 Plus của anh đã có mặt tại Hà Nội để tham gia sự kiện Car Fashion 2019. Đi cùng với anh là bà xã Đàm Thu Trang. Kể từ khi chính thức công khai tình yêu kết hôn, cả hai bên nhau như hình với bóng, thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện quan trọng. Đàm Thu Trang cũng chia sẻ và đồng hành rất nhiều sở thích với Cường Đô La, một trong số những sở thích đó chính là siêu xe. Vừa xuống xe, Cường Đô La đã vui vẻ chào bạn bè và những người sẽ đi cùng anh trong hành trình sắp tới. Tối cùng ngày, đoàn siêu xe cũng đã xuất hiện tại trước cửa một lâu triệu đô tại Hàng Bài, gây phấn khích cho đông đảo người đi đường. Trưởng đoàn Kha Bách Sơn chia sẻ rằng có khoảng 30 siêu xe góp mặt trong hành trình. Chiếc xe mà anh đang sử dụng là McLaren 720S. Bộ sưu tập siêu xe năm nay thú vị và sặc sỡ hơn năm ngoái. Nhiều chiếc được độ khủng và lột xác bằng những bộ tem đầy màu sắc. Ngoài những thương hiệu quen thuộc như Lamborghini, Ferrari, McLaren, Kha Bách Sơn 2019 còn có thêm hãng xe Aston Martin với những mẫu xe đời mới nhất vừa về Việt Nam. Sau khi hội ngộ cùng dàn siêu xe hơn 300 tỷ tại khách sạn, tới 19:30, Cường Đô La cùng Đàm Thu Trang lên siêu xe rời khách sạn di chuyển tới khu vực Lý Thường Kiệt để dùng bữa tối. Theo lịch trình, ngày 14 tháng 6, Nguyễn Quốc Cường cùng dàn siêu xe sẽ rời Hà Nội tới Hạ Long. Dự kiến, Car Fashion 2019 sẽ diễn ra từ ngày 14 tháng 6 đến 17 tháng 6. Dàn siêu xe sẽ bắt đầu xuất phát từ Hà Nội, sau đó sẽ ghé thăm các địa điểm như Hạ Long, Hòa Bình, Mộc Châu. Không phải Trấn Thành, Tiến Đạt, Harry Won từng yêu say đắm người đàn ông này. Trước khi yêu Trấn Thành và Tiến Đạt, Harry Won từng trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm mà đến thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ vẫn nhớ tới và rất trân trọng. Harry Won là nữ ca sĩ mang hai dòng máu Việt Hàn, nổi tiếng khắp showbiz với vai trò ca sĩ, MC, diễn viên. Trước khi tiến đến hôn nhân với Trấn Thành, Harry Won từng có 9 năm yêu đương mặn nồng với rapper Tiến Đạt. Mối tình này được nhiều người biết tới, nhưng đây không phải là mối tình đầu của nữ ca sĩ Hương Đêm Bay Xa. Trong cuốn tự truyện được ra mắt năm 2017, Harry Won tiết lộ mối tình đầu đầy đẹp đẽ của mình. Anh ấy yêu tôi đến mức chấp nhận hy sinh mọi thứ cho tôi. Dù anh không kiếm được nhiều tiền và cuộc sống hàng ngày cũng vô cùng vất vả, anh ấy nói nếu anh ấy đi du học sẽ dẫn tôi theo cùng. Anh làm gì cũng chỉ nghĩ cho tôi mà không màng đến bản thân. Trong thế giới bé nhỏ và chật hẹp của tôi lúc bấy giờ, anh ấy chính là điều tốt đẹp nhất. Tôi đã nghĩ trên đời làm sao có người tốt như vậy tồn tại. Có thể nói, anh là người khiến một đứa con gái như tôi tin vào tình yêu thật sự, thay đổi suy nghĩ và lần đầu tiên trong đời tôi có ý định kết hôn. Nhưng vì tuổi đời còn quá trẻ và bồng bột, Harry Won không biết trân trọng tình yêu chân thành ấy nên nó đã vụt mất. Cho đến thời điểm hiện tại, Harry Won vẫn còn nặng lòng và day dứt vì những điều đã qua. Tất cả những hồi ức ấy, đến bây giờ khi nhớ lại tôi vẫn thấy đau lòng. Những điều đẹp để anh luôn dành cho tôi và sự trẻ con mà tôi đã đối xử với anh ấy, tôi cảm thấy vô cùng hối hận vì mình đã quá trẻ con ích kỷ, cho đi không nhiều nhưng chỉ biết nhận lại, Harry Won viết. Harry Won cũng tiết lộ mối tình đầu của cô hiện đã có một gia đình ấm êm hạnh phúc. Đến bây giờ, Harry Won vẫn thầm cảm ơn người ấy, người đàn ông khiến cô nhận ra trong cuộc đời này, ai cũng cần có một tình yêu của riêng mình, một tình yêu mà chúng tôi tuyệt đối không xem nhẹ, cũng không xử lý tùy tiện. Sau tất cả, Harry Won cũng tìm thấy một nửa của cuộc đời là danh hài Trấn Thành. Cuối tháng 12, 2016, Harry Won hạnh phúc trong bộ lễ phục, mắt rưng rưng, cùng Trấn Thành đi vào thánh đường hôn nhân. Hơn 2 năm từ khi về chung một nhà, tên tuổi của Trấn Thành Harry càng lên như diều gặp gió. Từ một ca sĩ diễn viên với mức cách C trung bình, Harry Won đã vươn tầm đến ngôi sao hạng A vô cùng đắt show sự kiện với vai trò MC, giám khảo, ca sĩ. Về phần Trấn Thành, danh hài cũng chạy show ngang ngửa với thời Hoài Linh xây dựng nhà thờ tổ. Dù bận rộn, nhưng cả hai luôn dành thời gian đi ăn, đi du lịch để vun đắp tình cảm.
cặp đôi cũng đang lên kế hoạch sinh con trong năm 2019. Trong một lần livestream cùng fan, Trấn Thành tâm sự dù chưa có con, nhưng anh luôn tưởng tượng đến tính cách của con mình khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Trấn Thành cũng tiết lộ vợ chồng anh đang lên kế hoạch năm nay có em bé, để suy nghĩ cũng muốn đẻ đó chứ. Không phải không muốn đâu, năm nay định có baby đó, dự định thôi, không biết mọi chuyện ra sao. Nếu bận quá thì thôi, còn thư thư thì biết đâu có, khi nào có sẽ thông báo.